Argentina sẽ đối đầu với Venezuela trong trận đấu tứ kết thứ hai của Copa America. Với những gì thể hiện tại vòng bảng, cặp đấu này hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn. Tỷ lệ kèo đội hình ra sân và thông tin trước trận đấu của cả hai đội, link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Nhận định chung trận đấu Venezuela đối đầu Argentina trong khuôn khổ tứ kết Copa America 2019. Venezuela đã xuất sắc giành ngôi nhì bảng A từ tay Peru, nhưng điều đó lại làm họ đụng độ đối thủ sừng sỏ Argentina. Venezuela chỉ để thủng lưới một bàn trong suốt hành trình vòng bảng. Họ ghi 3 bàn sau 3 trận nhưng có đến 2 trận không thể tìm được mảnh lưới đối phương. Tự chung lại, Venezuela có rất nhiều vấn đề ở khâu ghi bàn, trong khi đó hàng thủ có thể coi là điểm tựa của họ. Về phía Argentina, họ cũng có màn thể hiện ở vòng bảng không khá hơn Venezuela là mấy. Messi và các đồng đội chỉ có được một trận thắng ở lượt trận cuối cùng để vừa vặn lọt vào bán kết. Thậm chí số điểm của họ đạt được còn kém cả đối thủ Venezuela. Nhìn nhận một cách khách quan, từ trước tới nay Venezuela không thể so sánh được với Argentina trên mọi phương diện. Venezuela luôn bị coi là đội tuyển yếu ở khu vực Nam Mỹ, trong khi Argentina không chỉ là ông kẹ ở khu vực này mà còn được xếp vào diện có máu mặt trên thế giới. Bảng xếp hạng FIFA hiện tại cũng có sự khác biệt giữa đôi bên. Argentina đứng thứ 11, Venezuela xếp thứ 33. Nhìn vào danh sách tham dự giải lần này của đôi bên, có thể thấy Argentina sở hữu rất nhiều sao có trình độ hơn hẳn so với của Venezuela. Nhưng về dày thành tích, yếu tố đối đầu ở Copa America hay chất lượng nhân sự chẳng thể đảm bảo cho các học trò của Scaloni có được chiến thắng trong ngày hôm nay. Nhiều sao nhưng Argentina lại thiếu đi sự kết dính và tính tập thể, mà điều này thì Venezuela lại có thừa. Dự đoán Venezuela không, Argentina 1.